Xin chào cả nhà, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ, theo dõi và quay trở lại với kênh. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh. Hãy bình luận những comment của các bạn ở phần phía dưới nhé. Và sau đây xin mời quý vị cùng tới với video tiếp theo. Tiểu sử ca sĩ Phương Thanh và góc khuất đời từ ít ai biết. Những năm đình đám của làn sóng xanh, ngoài nhiều cái tên như Đan Trường, Lam Trường, Cẩm Ly, Phương Thanh là một giọng ca gây ấn tượng mạnh với khán giả trẻ. Chất giọng khàn đặc trưng cùng phong cách biểu diễn bốc lửa và bụi bặm giúp Phương Thanh thu hút người yêu nhạc những năm đầu 2000. Dù không có ngoại hình cùng vũ đạo nổi trội, nhưng sự cá tính trong âm nhạc đã là điểm cộng lớn của nữ ca sĩ tuổi Sửu. Phương Thanh tên thật là Bùi Thị Phương Thanh, có biệt danh là Chanh, là một ca sĩ của Việt Nam, từng giành một đề cử giải cống hiến. Chuyên trị dòng nhạc pop rock với chất giọng khàn lạ. Cô cũng được biết tới với vai trò là diễn viên trong một số bộ phim điện ảnh. Cô sinh ngày 27 tháng 4 năm 1973 tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Hiện cô sống và làm việc chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi được khán giả biết đến, Phương Thanh xuất thân trong gia đình bình thường. Chị là con thứ 6 trong gia đình có 7 anh chị em. Bố mẹ Phương Thanh đều là những nghệ sĩ hoạt động trong quân đội. 6 tuổi, Phương Thanh cùng gia đình chuyển vào sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 13 tuổi, bố Phương Thanh qua đời. Những ngày tiếp sau đó, gia đình cô đã phải sống cuộc sống cực khổ. Cơ duyên chị đến với ca hát cũng là nhờ người mẹ của mình. Năm 17 tuổi, mang theo lời động viên và ước vọng của mẹ, Phương Thanh đăng ký tham gia hàng loạt cuộc thi ca hát tại địa phương và các nhà văn hóa khi vẫn đang theo học tại trường cấp ba Lê Quý Đôn. Tuy vẫn trắng tay sau rất nhiều cuộc thi, nhưng Phương Thanh với lối hát đặc biệt của mình đã được gọi vào câu lạc bộ ca sĩ trẻ của nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Phương Thanh bắt đầu những bước trau dồi đầu tiên cho nghề hát của mình. Khoảng thời gian ngắn sau đó, Phương Thanh bắt đầu đi hát tại các buổi tiệc tùng và kiếm sống được bằng nghề nghiệp của mình. Khoảng 3-4 năm sau, người thứ hai giúp Phương Thanh định hình trong làng âm nhạc Việt là nhạc sĩ Bảo Phúc, sau đó là nhạc sĩ Tay Guitabas nổi tiếng Lý Được. Nhờ hai người này, Phương Thanh mới được đi biểu diễn ở nhiều tụ điểm âm nhạc nổi tiếng thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ. Dấu ấn tiếp theo để ghi đậm tên tuổi của Phương Thanh vào lòng khán giả là ca khúc Giả Từ Dĩ Vãng trong bộ phim cùng tên. Bằng giọng hát khàn buồn gần như bản năng, Phương Thanh chinh phục trái tim người nghe bằng chất thật trong giọng hát và cảm xúc của cô. Bộ phim thành công, còn ca khúc cũng vượt qua khỏi khuôn khổ một ca khúc nhạc phim để trở thành một ca khúc được ưa chuộng trong suốt nhiều năm liền và đưa tên tuổi Phương Thanh vào hàng ngũ những ca sĩ được yêu thích nhất vào thời điểm rất tinh mơ của nhạc nhẹ hiện đại Việt Nam. Những năm 1997 đến 2007, Phương Thanh liên tục có mặt trong top làng sóng xanh. Đó là thời điểm thăng hoa nhất của nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa. Thời điểm ấy, các ca khúc của Phương Thanh còn tự rượt đuổi, tranh giành nhau từng vị trí trên bảng xếp hạng. Có ca khúc vừa xuất hiện chưa kịp leo lên đầu bảng đã bị ca khúc khác, cũng của cô vượt lên trên. Những năm gần đây, Phương Thanh ít đi hát, cô chuyển hướng sang điện ảnh và nghệ thuật sân khấu cải lương. Chị thường vào những vai phụ trong các bộ phim điện ảnh, Đẻ Mướn, Khi Đàn Ông Có Bầu, Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt, Nụ Hôn Thần Chết, Đẹp Từng cm, Giải Cứu Thần Chết, Hát Boy Nổi Loạn. Đặc biệt với vai diễn thầy bói trong bộ phim Nụ Hôn Thần Chết của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Phương Thanh đã đoạt được giải thưởng Cánh Diều Vàng cho hạng mục diễn viên phụ xuất sắc. Với vai cô gái điếm trong bộ phim đề tài đồng tính Hát Boy Nổi Loạn, Phương Thanh đã vinh dự nhận giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 17. Với nghệ thuật cải lương, Phương Thanh đã tham gia và hát cổ nhạc trong một số vở như Kim Vân Kiều, Chiếc Áo Thiên Nga và Lan và Điệp. Thành công ở sự nghiệp nhưng Phương Thanh lại cực kỳ kín đáo với chuyện đời tư. Ca sĩ tuổi Sửu này bị đồn không lập gia đình nhưng đã có con. Tuy nhiên, chị vẫn giấu các con của mình. Những năm gần đây, Phương Thanh mới khoe hai con khôn lớn. Chị cũng hé lộ về cha của các con. Tuy nhiên, phải đến khi người đàn ông này đã mất một năm, Phương Thanh mới chia sẻ. Tiết lộ về cha các con, Phương Thanh cho biết, nên gọi là bạn trai thì đúng hơn ông xã bởi cô chưa từng kết hôn. Theo đó, thời điểm khi bé gà chào đời, cô và bố của bé đã không thể kết hôn do không hợp nhau. Gặp nhiều trục trặc mà theo cô thường tâm sự là không có đủ nhân duyên phu thê. Và đến hiện tại, Phương Thanh vẫn là mẹ đơn thân nuôi hai con trai gái. Cô luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình và hạnh phúc nhìn các con khôn lớn. Cách đây 7 năm, trả lời trên Duyên Dáng Việt Nam, Phương Thanh cho biết cô không có duyên lấy chồng. Nếu để lấy chồng có lẽ tôi phải bốn đời chồng, nhưng tôi không có duyên để lấy chồng. Cứ gần đến khoảng 3-4 tháng lại băng xác, nữ ca sĩ cho biết. Những điều ít biết về Phương Thanh. Nốt ruồi trên mép của Phương Thanh là giả, mỗi khi trang điểm Phương Thanh đều cố tình chấm nốt ruồi cho mình ở vị trí đó.
Nguyên do là Phương Thanh rất thần tượng nữ ca sĩ Thanh Lan nên đã bắt chước theo. Biệt danh Chanh xuất hiện là do nhầm lẫn của người nhập tên cô vào hộ khẩu khi viết nhầm T thành C. Tuy nhiên, lỗi này đã được chỉnh sửa ngay lúc đó, nên sự thật là trên tất cả giấy tờ của cô đều ghi rõ tên thật là Bùi Thị Phương Thanh. Riêng Phương Thanh lại rất thích tên gọi này, vì thế bạn bè và thân hữu đều gọi cô là Chanh như một tên gọi thân mật. Một Phương Thanh không hề có duyên với các giải thưởng ca nhạc do những nhà chuyên môn làm nhiệm vụ cầm cân nảy mực. Cô đã tham gia rất nhiều cuộc thi âm nhạc, như tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và những cuộc thi do các trung tâm tổ chức, nhưng đều tay trắng ra về. Tính đến thời điểm này, các giải thưởng âm nhạc của Phương Thanh như giải Mai Vàng, giải Làng Sóng Xanh và các giải thưởng của các đơn vị khác tổ chức đều do khán giả bình chọn. Cũng vì lẽ đó Phương Thanh từng tâm sự cô thích trở thành ca sĩ của nhân dân. Giải thưởng duy nhất được giới chuyên môn trao cho Phương Thanh lại không phải là giải thưởng về âm nhạc, mà chính là giải Cánh Diều Vàng dành cho vai phụ xuất sắc, vai thầy bói trong phim Nụ Hôn Thần Chết của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Như chính cô tâm sự, hiện tại trong bộ sưu tập giải thưởng của mình, Phương Thanh chỉ còn thiếu giải thưởng dành cho bộ môn cải lương mà thôi. Phương Thanh là người có đời sống tâm linh và tình cảm rất mạnh mẽ. Cô luôn là nơi để những người quen biết có thể tâm sự và chia sẻ những nỗi buồn, những vất vả trong đời sống. Chính cô cũng thừa nhận, Phương Thanh có thể bị lừa về tiền bạc, nhưng tình cảm thì không. Năm 2021 và hành trình gần 30 năm ca hát, bí quyết tạo nên thương hiệu Phương Thanh gồm tính cá biệt, thực lực và đạo đức. Độc, lạ là những tính từ thường bị nhận vơ trong showbiz. Không ít người tự nhận mình độc, lạ dù đây là đặc tính bẩm sinh, tức tự thân sinh ra đã có mà không thể xây đắp hay tạo dựng. Phương Thanh độc trong cách làm nghề lẫn lối sống. Phương Thanh khi thì rất sắc sảo, khi lại rất bản năng, cảm tính nhưng tự trung ở sự phóng khoáng. Chị hát phóng khoáng theo cách riêng, không hát theo kỹ thuật trường lớp. Đời thường, chị mạnh mẽ, độc lập, quảng giao, gỡ lăng xả, xông xáo, cũng có lúc nhu mì, thích điểm trang, làm đẹp và cả những phút yếu lòng, mau nước mắt. Chị vui thì chơi hết mình nhưng hết vui sẽ lặng mất hút. Thực lực là điều không bàn cãi ở Phương Thanh. Gần 30 năm đi hát, chị sống duy nhất bởi giọng hát hay. Chị là số ít nghệ sĩ không phát triển song song các lĩnh vực khác như phim ảnh, thời trang, kinh doanh. Dĩ nhiên, Phương Thanh có đóng phim, quay quảng cáo, từng mua bán bất động sản nhưng chưa công việc nào sánh ngang nghề hát. Chị vẫn được công nhận với tư cách duy nhất là ca sĩ và âm nhạc là trọng tâm của đời mình. Phương Thanh nổi giận vì bị hãm hại sau 10 năm trở lại Mỹ hát. Ca sĩ Phương Thanh vừa đáp chuyến bay sang Mỹ để tham gia một số show diễn phục vụ kiều bào xa quê nhà. Đây là lần hiếm hoi cô đi hát lại ở xứ cờ hoa, sau gần một thập kỷ hạn chế hoạt động nghệ thuật. Trên trang cá nhân, giọng ca trống vắng cũng vừa công khai chuyện cô bị hãm hại khi trở lại Mỹ hát. Cụ thể, Phương Thanh viết, show đầu tiên tôi hát ở Mỹ sau 10 năm. Có tầm 300 tài khoản mạng xã hội giả cố tình vào trang giới thiệu chương trình bình luận đánh sập, một mình tôi để cho bầu sâu sợ không dám mời nữa, dù chương trình có nhiều ca sĩ khác. Nhưng ông bầu là người đã chờ tôi 2 năm và muốn đưa tôi đi show Mỹ thực sự. Người ấy muốn kéo tôi lên và chỉ nói đúng một câu, tôi biết tình hình mà Chanh. Nữ ca sĩ tiết lộ ngoài show diễn tháng 3, cô đã được ngỏ lời mời diễn chương trình vào tháng 4, tháng 7, tháng 11 tại Mỹ trong năm nay. Với việc bị tấn công, cô tự trấn an tinh thần rằng, trò chơi trên mạng là trò tồi. Mọi người đừng thắc mắc vì sao tôi nhiều thị phi, còn hát được là còn bị dài dài. Vẫn có những bầu sâu, khán giả chờ đợi và nâng bước cho tôi quay về. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi thứ đang ổn định dần đúng như lời hẹn của tôi sau 10 năm sẽ trở lại. Bên cạnh thông tin trên, Phương Thanh còn chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ gặp gỡ bầu sâu và đồng nghiệp gồm Thu Minh, Lân Nhã, Ly Hoàng Dương để bàn bạc trước chương trình sắp tới. NHVKONXG đang nổi bật trong đời Phương Thanh. Phương Thanh từng có mâu thuẫn với Hồ Ngọc Hà và Ninh Y Khanh. Tự nhận bản thân là một người nóng tính, Phương Thanh được cho là đã từng tác Hồ Ngọc Hà và Ninh Y Khanh trong khoảng năm 2004. Hồ Ngọc Hà được cho là đã có quan hệ tình cảm với VMC, vì thế Phương Thanh đã tác Hồ Ngọc Hà để ra mặt cho bạn của mình là Thu Phương, vợ cũ của VMC. Tuy nhiên một nguồn tin khác lại dẫn lời Phương Thanh rằng cô chỉ hăm dọa đánh Hồ Ngọc Hà thông qua người mẫu Xuân Lăng chứ không thật sự ra tay. Hiện nay mối quan hệ giữa cả hai vẫn tốt đẹp khi cùng song ca, trong một chương trình truyền hình và dành cho nhau những lời lẽ tốt đẹp. Phương Thanh và Thu Phương là hai người bạn thân thiết. Phương Thanh cũng được cho là đã tát Ninh Y Khanh nhiều cái ngay sau sân khấu nhà hàng Hồng Kông, vì không chịu được thái độ sất sực của cô này. Sau đó, Phương Thanh còn gọi điện thoại báo với nhạc sĩ Nguyễn Nam, thời điểm đó đang đỡ đầu cho Ninh Y Khanh rằng, con vừa đánh vợ bố xong đấy. Sự việc này cũng được cho là dẫn đến chuyện Phương Thanh bị cấm xuất hiện trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
Một thời gian dài sau đó, khi nhạc sĩ Nguyễn Nam đang là trưởng ban biên tập văn nghệ của đài, từng có thời gian bị khủng bố tin nhắn. Tháng 8 năm 2007, trước khi thực hiện live show Mưa, Phương Thanh bị một kẻ giấu mặt khủng bố bằng tin nhắn điện thoại với những lời lẽ tục tĩu. Không lâu sau, một người bạn của cô là nhà báo Ngô Thoại Điền bị đánh, phải khâu 7 mũi. Vụ này cũng được cho là do nhóm người giấu mặt khủng bố điện thoại gây ra, mâu thuẫn với Đàm Vĩnh Hưng. Trước khi xảy ra sự kiện khủng bố tin nhắn, Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh có mối quan hệ thân thiết trong đời sống và công việc. Theo đó, sau khi xảy ra sự kiện này, Phương Thanh đã đến gặp Đàm Vĩnh Hưng và nói, trong chuyện này, Chanh chỉ nghi ngờ Ngọc và Hưng. Đàm Vĩnh Hưng cũng xác nhận thông tin này, tuy nhiên anh cho rằng Phương Thanh đang nói về Hồng Ngọc và Tuấn Hưng. Những cơ sở cho nghi ngờ của Phương Thanh là, việc tiết mục của cô bị cắt đột ngột trong đêm thứ ba live show Thương Hoài Ngàn Năm của Đàm Vĩnh Hưng và được trả cát xê, điều mà trước giờ chưa từng xảy ra trước đó với mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Bên cạnh đó, việc nhóm người giấu mặt khủng bố biết mối quan hệ mẹ nuôi, con nuôi giữa Phương Thanh và nhà báo Ngô Thoại Điền cũng là một chi tiết khiến cô nghĩ rằng thủ phạm là người ở cạnh mình. Năm 2007, khi chuyện xích mích giữa Phương Thanh và nhà báo Hương Trà được đưa ra tòa án, Đàm Vĩnh Hưng cũng được cho là đã đưa luật sư của mình để hỗ trợ Hương Trà trong việc phản biện những cáo buộc của Phương Thanh. Năm 2008, Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hưng đều thừa nhận cả hai đã không nói chuyện với nhau hơn một năm. Thời gian này, Phương Thanh cho rằng đã có một người ở cạnh mình bán thông tin để báo chí viết một bài xuyên tạc đời tư của cô. Bên cạnh đó, việc các bài báo của Đàm Vĩnh Hưng trùng hợp với những phát biểu của Phương Thanh khiến mối quan hệ của cả hai thêm căng thẳng. Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh đã từng là bạn thân. Trả lời về mối quan hệ này, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng những mâu thuẫn đã xảy ra chỉ là hiểu lầm, và mong rằng có một ngày mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Riêng Phương Thanh khẳng định mối quan hệ này đã hết thuốc chữa. Trong một bài phỏng vấn mới đây, ca sĩ Phương Thanh bất ngờ có phát ngôn liên quan tới giới nghệ sĩ. Đặc biệt, nữ ca sĩ có nói rằng một số thành phần làm gái rồi lâu lâu đăng lên nhận là nghệ sĩ, điều đó làm chúng tôi mang tiếng lắm. Thậm chí, Phương Thanh còn chia sẻ, nếu muốn biết nghệ sĩ tốt hay xấu thì hãy xem hậu vận. Người nào xấu là cuối trung vận bị quật hết, thế nên nghệ sĩ Việt Nam mấy ai được về hậu vận. Video của mình tới đây thôi, hy vọng đã mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích. Hãy bình luận ý kiến riêng của mình ở phần comment ở phía dưới nhé. Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng và luôn luôn giữ gìn sức khỏe. Xin cảm ơn.